Hương Giang tuyên bố dám chơi dám chịu, giữ nguyên một thái độ sau drama căng thẳng với Hồ Ngọc Hà. Trong tập 4 The New Mentor, phần thể hiện của các thí sinh bỗng dưng bị lu mờ vì mạn cãi nhau căng đét từ Hương Giang và Hà Hồ. Ở phòng chờ vòng loại, nữ hoàng giải trí thể hiện sự bức xúc sau khi thành viên của đội bị Hương Giang loại. Hà Hồ không đồng tình với việc Hương Giang không thống nhất quan điểm chương trình tạo drama. Mới đây Như Vân, một trong hai thành viên còn trụ lại của đội Hà Hồ sau tập 4 vừa qua, đã lên tiếng chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến huấn luyện viên nổi cơn thịnh nộ trên sóng livestream như văn tiết lộ hậu trường hôm đó thật sự rất căng mọi người trong trường quay đều sửng sốt đã rất lâu rồi chị hà không có sự thể hiện như vậy vì chị vốn là một người bình tĩnh như vân cho biết cả trường quay đều căng thẳng vì thái độ của hà hồ đồng thời thành viên đội hà hồ đã bật cười và phủ nhận chuyện huấn luyện viên giật tóc hay tác động vật lý với hương giang là người trực tiếp chứng kiến sự việc như vân nói sao mà giật tóc được đều là người lớn hết rồi ai cũng lịch sự thì làm sao giật tóc đánh nhau mình có cãi thì cãi chuyên môn thôi như vân khẳng định giữa hai vị huấn luyện viên không có màn tác động vật lý như dân mạng đồn thổi và dự đoán sau khi bị loại 4 thành viên trong chương trình chỉ mới đến tập 4, Hà Hồ chia sẻ sau 4 tập thì Hà nghĩ mọi người bắt đầu thấy Hà dữ dằn rồi nha vì Hà muốn bảo vệ thí sinh, không chỉ thí sinh của Hà mà tất cả thí sinh tham gia chương trình. Ngoài Super Mentor dành rất nhiều thời gian tập luyện thì các bạn cũng có lịch trình tập luyện bận rộn nên Hà muốn kết quả lúc nào cũng phải công tâm. Chúng ta đừng chơi chiêu ở đây nữa vì chương trình đã hay rồi. Tất cả thử thách, các set quay đã đẹp, chúng ta không cần chơi chiêu đá những bạn giỏi đi để bảo vệ cho đội mình ở đây chúng ta phải loại trừ các bạn không có khả năng và nhường chỗ cho những bạn khác để có cơ hội được tỏa sáng chính vì thế mà các cuộc tranh cãi nổ ra hà buộc phải lên tiếng nếu giữ hình ảnh là người điềm đạm dĩ hòa vi quý thì hà nghĩ nó sẽ không phù hợp ở thời điểm này nếu các bạn để ý thì từ đầu đến cuối hà giữ vững một lập trường đó là hà không cần thắng thua mà hà cần chương trình công tâm với các thí sinh